Chào tất cả anh em. Anh em đã xem cái video mà mình hướng dẫn anh em, đó là scan một cái hình nhiều chi tiết. Vậy chúng ta sẽ thực hiện một cái hình nhiều chi tiết đó như thế nào để cho nó đẹp và hiệu quả, thì sau đây là những series để mình ốp lên, bao gồm từ đặt hình, đi led, đánh bóng và vào màu, thì bao gồm rất là nhiều kỹ thuật mà mình sẽ chia sẻ với tất cả anh em mà đăng lên kênh của mình. Thì tiếp theo, sau khi chúng ta scan xong ở trên giấy xong, thì chúng ta sẽ chọn những cái vị trí đặt hình xăm. Nhưng mà chúng ta chọn những vị trí đặt hình xăm như thế nào để cho nó đẹp nhất này, và làm sao đặt để cho nó chuẩn này, thì anh em cùng theo dõi cái video của mình nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất nhé. Mình vẫn nhận dạy học xăm online, học xăm từ cơ bản cho tới lưng cao, học trực tiếp ở quán, học 1 kèm 1, học cấp tốc về tất cả các thể loại, ví dụ như là Nhật cổ, Nhật lưu, châu Á, hoặc là chân dung cả thực, thì mình vẫn nhận dạy kèm tất cả anh em nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu học lưng cao hoặc là học 1 kèm 1 thì anh em inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666 anh em nhé. Ok anh em, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ vào với cái chủ đề chính. Anh em xem xong video thì đừng quên là nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok anh em. Hello anh em. Thì đây là cái chỗ mà mình sẽ xăm lên đây nhé. Nhưng mà trước khi xăm thì anh em phải cạo bớt lông đi, để trong cái quá trình mình xăm ấy thì lông nó sẽ không dắt vào cái phần ngoài kim, để chúng ta thực hiện một hình xăm cho nó dễ. Đấy, sau khi chúng ta cạo sạch lông đi, đây là cái hình xăm của chúng ta nhé, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ ướm vào một cái vị trí nào đó, bố cục, là chúng ta đặt bố cục làm sao cho nó hợp lý nhất để chúng ta tiến hành chúng ta xăm. Đấy, thì ở đây cái hình mình có cái hình mặt này, thì mình sẽ để cho nó hơi chéo chéo cái này, nó nhìn vào trong một chút thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, sau khi chúng ta đặt được bố cục xong thì chúng ta sẽ đánh dấu vị trí đó vào. Chúng ta đánh dấu vị trí vào nhé, để tí nữa chúng ta sẽ dán. Đấy, quan trọng nhất là vị trí trên và vị trí dưới, để chúng ta dán nó sẽ không bị lệch. Như thế là được. Đấy, ok anh em. Anh em phải nhớ là cạo sạch lông đi nhá. Đấy. Tiếp sau đây là trên tay mình đây đang có một lọ gen scan của Hoàng Lập, và mình sẽ trực tiếp mình test thử cái lọ gen scan này xem là cái chất lượng bám dính của nó như thế nào, nó có thật sự là ngon bổ rẻ không. Nhìn chung là cái gen scan của bên Hoàng Lập thì nó rẻ hơn những hãng chung hãng khác, thì bây giờ mình sẽ test thử nhé. Đây là lọ gen scan này, anh em có thể nhìn thấy không? Rất là rõ nhé, và mình sẽ scan trực tiếp lên cái chân này, cái tay này. Ok. Về cái mức độ đóng gói thì đây là một cái chai nhựa cứng. Khi mà chai nhựa cứng này thì mình khó, rất là khó bóp anh em nhé. Mình khó bóp lắm. Và cái này thì nó lại đặc ấy, khó, mình rất là khó bóp. Đây là chai rất là cứng anh em nhé. Cứng này thì mình cực kỳ là khó bóp này. Những cái chai khác của những cái hãng khác thì nó cực kỳ là mềm. Cái này thì nó khó bóp quá. Khó bóp quá thì chúng ta không thể bóp được ra đây này. Mình bóp vặn hết cỡ là bóp này, mà nó không thể méo chai đi này. Nó chỉ hơi méo một tí thôi. Dùng hai tay bóp thì nó mới méo đi một tí. Như thế này thì cái mức độ mà chúng ta bóp thì nó không ok một tí gì nhá. Nó đau tay lắm. Mà dùng thì, mà chúng ta giả dụ bây giờ chúng ta đổ ra tay như thế này thì nó rất là chi là bẩn này. Đấy, mà nó còn trả thêm da cơ anh em ạ. Không biết chất lượng nó như thế nào, nhưng mà đóng gói như này thì mình thấy là không ok rồi đấy. Đấy, mình phải dốc nó ra thì để cho nó ra được thì ra như này này. Đấy, bây giờ mình sẽ test luôn cái độ bám dính của nó nhé. Còn về đóng gói như này thì mình cảm thấy không ok rồi đây anh em nhé. Đóng gói như này thì
không tốt, lấy ra rất là khó và bôi ra tay rất là bẩn, chai nó cứng quá. Đấy, khi mà anh em mua anh em phải chú ý nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán. Thì ở đây mình đánh dấu vị trí vào rồi, bây giờ mình chỉ tiến hành mình đặt vào là xong nhé. Anh em đặt vị trí trên và vị trí dưới cho nó chuẩn vào với nhau là được. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta miết. Đấy, chúng ta miết là được. Đấy, anh em lấy tay thấm nhẹ nhẹ vào là được anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lột ra này. À, cái mức độ bám dính của nó cũng khá là ok anh em nhé. Đây. Đấy. Nhìn chung cái mức độ bám dính của cái gel sạc can này rất là ok này. Cũng được, rất là ok. Bám ở đâu thì nó sẽ dính đến đấy và nó không bị nhòe. Đấy. Cái mức độ thẩm thấu của nó cũng được, nhưng mà đóng gói nó không ok lắm, còn mức độ bám dính của nó rất là ok nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đã sạc can xong, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đi LED và mình xăm cũng như là vào màu luôn cái hình này. Anh em cùng xem mình đi LED nhé. Đây chính là cái chai gel sạc can của bên Hoàng Lập Tattoo. Thì về cái chất liệu đóng gói của cái chai này ấy, thì nhựa rất là cứng anh em nhé. Còn cái mức độ bám dính của cái gel sạc can này là cũng ở trong phạm vi chúng ta có thể chấp nhận được. Vì đây là một cái sản phẩm sản xuất ở trong nước và giá thành của nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với những sản phẩm mà chúng ta mua ở các supply nhập từ bên nước ngoài về nhé. Nên cái chất lượng của cái sản phẩm này nó sẽ hơi kém hơn một chút so với chất lượng sản phẩm khác, thì anh em có thể mua và tham khảo về cái chất lượng với lại cái test thì mình đã test cho anh em xem rồi. Bây giờ anh em nếu như anh em có nhu cầu muốn mua và trải nghiệm sản phẩm thì anh em inbox cho Hoàng Lập Tattoo nhé. Anh em lên Facebook anh em gõ Hoàng Lập Tattoo cái là ra luôn. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của mình nhé. Thì video sau mình sẽ lên về cái kỹ thuật đi LED của mình đối với cái hình đấy anh em nhé. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.